Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình có nhận một cái đồng hồ Seiko Sonara của cái chị khách quen. Thì theo như chị, cái đồng hồ này là vật kỷ niệm của gia đình chị, của ba chị. Mình ráng cố gắng mình sửa. Thì cái này theo như chị nói thì nó bị lỗi chuông, nên nó không đánh chuông á. Thì cái lỗi này là lỗi thường gặp của đồng hồ Seiko Sonara này ha các bạn. Đây, cái loại này. Thì sau khi mình tháo ra hết, mình kiểm tra thì gặp cái lỗi là nó nghiêm trọng hơn là bình thường nữa. Tức là đây, mình tháo ra hết rồi ha các bạn. Mình tháo ra, mình không có tính quay nhưng mà mình tháo ra mình thấy cái lỗi này thì cũng nên quay để cho các bạn tham khảo ha. Đây là các bạn coi đây nè. Cái nhông này. Cái nhông này nó nằm ở đây nè các bạn. Nó nằm ở đây nè. Để cái motor này nó kéo cái nhông này xoay, nó làm xoay cái nhông đánh chuông này nè. Các bạn nhìn kỹ nó bể hết nè. Nó không có kéo được cái này nữa, nó mòn hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiện một cái nhông mới để mình ráp vô thay cho cái nhông này các bạn. Chứ cái nhông này đi mua thì không có rồi. Cho mình tiện cái răng mới cho nó các bạn. Cái răng này nó hư rồi nè. Mình lại dùng cái con vít này, nó có sẵn cái vít này nè. Mình tiện cho nó nhanh thôi mấy bạn. Chứ mà tiện nhanh chục vít nó rất là khó. Thank you.
À, bây giờ mình bắt cho thử nha các bạn. Nhét vào thùng luôn. Bây giờ mình thử nha các bạn. Rồi, máy chạy ổn định rồi các bạn. Cho mình thử chuông cho các bạn nghe thử ha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì xin các bạn hãy đăng ký kênh của mình để dễ dàng theo dõi những video tiếp theo ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.